Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, ngay từ tháng đầu năm, khi dịch COVID-19 chỉ mới xuất hiện ở Trung Quốc và một số nước châu Á, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã triển khai được một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao như hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ chuyên ngành hàng đầu thế giới tại nhiều khu vực thị trường trên thế giới gồm Hội chợ quốc tế thực phẩm và đồ uống Gulf Food UAE, Hội chợ sản phẩm hữu cơ BioFact, Hội chợ rau quả Food Logistics Berlin, Hội chợ quốc tế hàng gia dụng tiêu dùng Ambient 2020 Cộng hòa Liên bang Đức, Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Spring Fair Anh. Tuy nhiên, theo Cục Xúc tiến Thương mại, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, trong khi hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay đa số vẫn đòi hỏi giao tiếp trực tiếp giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng, bên xuất khẩu và bên nhập khẩu, tổ chức hội nghị, hội thảo, giao thương, hội chợ, do đó hoạt động xúc tiến thương mại về cơ bản không thể triển khai. Vì vậy, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 gồm 253 đề án đã có 12 đề án hủy, chủ yếu là các đề án liên quan đến thị trường Trung Quốc, trong đó có 8 đề án có kế hoạch triển khai trong quý 1, quý 2, 32 đề án hoãn thời gian thực hiện đến quý 3 và 4. Trước bối cảnh này, Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, Bộ Công Thương sẽ dành nguồn lực ưu tiên cho các hoạt động xúc tiến thương mại bổ sung đối với mặt hàng nông sản, trái cây đang gặp khó khăn để giải quyết tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất, các hoạt động xúc tiến thương mại chuẩn bị khai thác hiệp định CPTPP, hiệp định EVFTA, các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp đối với thị trường Trung Quốc sau khi hết dịch bệnh.